Để chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2024, thành phố Đà Lạt đã tiến hành giao chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với điều kiện của từng địa phương, bảo đảm tất cả các xã, phường đều có công dân nhập ngũ. Thực hiện tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị nhận quân nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện tốt công tác tuyển quân. Ban chỉ huy quân sự phường đã tham mưu phối hợp với các hệ thống chính trị của địa phương làm tốt các bước quy trình. Từ công tác phúc tra đến công tác sơ khám, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, gặp gỡ các thanh niên, thì đến thời điểm hiện tại, phường 8 đã có 59 công dân trúng tuyển, trong đó có một đảng viên sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Để người dân địa phương hiểu và chấp hành tốt những quy định chung về luật nghĩa vụ quân sự hiện hành, công tác tuyên truyền đã được chính quyền và các đoàn thể ở địa phương triển khai từ nhiều tháng trước. Trong đó, sức khỏe, lý lịch, học vấn là những yêu cầu mà thanh niên được chọn qua hai lần sơ tuyển cần phải đáp ứng. Ban chỉ huy quân sự phường 5 cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, hệ thống chính trị của 14 tổ dân phố, công an xuống từng nhà thanh niên, vận động thanh niên thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự số 2015, nghị định số 37 sửa đổi bổ sung một số điều về vi phạm hành chính về lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, nhằm nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian vừa qua thì đoàn phường đã phối hợp với, thứ nhất là đối với hệ thống chính trị cũng như là các ban ngành đoàn thể của phường, nâng cao tổ chức các buổi tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự cho các bạn đoàn viên thanh niên, luật dân quân tự vệ cho các bạn dân quân tự vệ, cũng như là đối với các cái bạn thanh niên trúng tuyển hoặc là đến độ tuổi khám nghĩa vụ quân sự. Tuy đến đầu tháng 2 năm 2024 mới chính thức phát lệnh gọi công dân lên đường nhập ngũ, nhưng đến thời điểm hiện nay, các chỉ tiêu tuyển quân trên giao đã được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Đà Lạt hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ, theo đúng trình tự quy định, đạt và vượt kế hoạch trên giao. Nhiều thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tôi muốn viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự. Tôi muốn hoàn thành nghĩa vụ quân sự sớm, về phụ giúp gia đình. Tôi may mắn sao tôi được đạt những yêu cầu của ứng tuyển nghĩa vụ quân sự, thì tôi mong muốn là đi nghĩa vụ quân sự về để tôi có được nhiều kinh nghiệm để phát triển bản thân cho cuộc sống sau này của tôi. Tổ chức tiến hành làm tốt công tác chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt các chỉ tiêu đề ra, nhất là về số lượng và chất lượng đảng viên tham gia nhập ngũ. Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, thanh niên Lâm Đồng nói chung, thành phố Đà Lạt nói riêng, luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong các mặt trận. Đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tất cả các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2024 ở thành phố Hoa Đà Lạt đều đã sẵn sàng khoác trên mình màu áo xanh người lính. Tuổi trẻ của thành phố Đà Lạt anh hùng đã và đang phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng, trung thành vô hạn, đoàn kết kỷ cương, tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng.